Ngày 2 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý hai nghi phạm Nguyễn Thành TH và Lê Thị Mỹ A từ Tiền Giang về Bình Dương để điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản tại thành phố Thuận An. Trước đó, sáng ngày 31 tháng 7, người dân phát hiện anh NTK, 22 tuổi, quê Hậu Giang, tử vong tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, với hàng chục vết đâm sau lưng nên đã trình báo cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm liên quan vụ án này là Lê Thị Mỹ A, 17 tuổi, cùng ngụ An Giang, và Nguyên Thành TH, 23 tuổi. Đến 19 giờ ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt được hai nghi phạm khi cả hai đang lẫn trốn ở miền Tây. Tại cơ quan công an, TH và Mỹ A khai nhận có quan hệ tình cảm với nhau. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai lên kế hoạch cướp tài sản. Ngày 26 tháng 7, Mỹ A lên mạng xã hội và làm quen với anh NTK và nói chuyện tình cảm qua Zalo. Đến ngày 30 tháng 7, Mỹ A rủ anh K đến bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 để tâm sự thì anh K đồng ý. Mỹ A sau đó báo cho bạn trai biết để vào khu đất trống ẩn nấp và chuẩn bị trước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh K đón Mỹ A rồi đến khu đất trống mà Mỹ A đã chỉ định sẵn. Khi vào tới nơi, TH từ chỗ ẩn nấp chạy lại đạp xe của anh K ngã ra đất và hai bên xảy ra xô xát. TH dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh K khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả hai lấy xe của anh K bỏ trốn. Khi cả hai đang lẫn trốn tại tỉnh Tiền Giang thì bị bắt giữ. Sáng ngày 2 tháng 8, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng bắt nhanh hai nghi phạm giết người, cướp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm đối tượng phạm tội.